Cháy quá dữ luôn. Cháy công ty. Alo. Nghe nghe. Ờ. Chạy nồng quá nó sao cứ dư. Không được. Được, mình được. Giá nó mua luôn. Chạy hết đi. Chưa. Thì gặp thì nói là gặp, nhưng mà thì gặp thì cho gặp thoải mái thôi, nhưng mà giá đó là không được rồi, chắc chắn luôn, khỏi mất công. Rồi để tí nữa em gọi. Cháy kinh quá anh em ơi, công ty đó là công ty làm gì đấy? Cháy quá kinh luôn các bạn ơi. Tôn mà nó cháy là như là giấy. Sức nóng ghê gớm. Cháy công ty hóa chất. Khu công nghiệp Song Thành. Cái này là cháy hết công ty luôn rồi. Nổ kìa, nghe rõ tiếng nổ, nổ như bom. Cháy cực kỳ ghê gớm luôn. May mà cái chỗ này là công ty nó sản xuất ba cái gì đấy, bê tông hả? Bê tông này chỗ nó cũng nguy hiểm nha. Xe chữa cháy chạy lòng vòng lửa cái này thì dập không nổi đó. Cháy quá kinh. Thấy nó cháy từ sáng luôn rồi mà tới giờ này luôn, đã tiếng mấy đồng hồ rồi mà vẫn chưa dập được. Giờ gì chưa nó chảy hết á, nó chảy lên người thôi. Cứu không nổi. Giờ gì nó quanh quẩn trên vẽ nó từ nó lan đến chỗ khác. Thì sợ nó lan qua mấy công ty kia thôi. Sợ nó lan qua mấy công ty nó xịt cho nó đỡ thôi, chứ còn chở lửa này tôn mà còn cháy như giấy thì làm sao mà ấy được. Thì nó có hóa chất á. Giờ cái này nó càng nóng, nó càng chảy ra càng cháy. Đó, giờ nó bốc bùng qua bên đây nè. Công tác phòng cháy chữa cháy là không hiệu quả rồi đó. Cháy đèn kịt luôn, không thấy cái gì luôn.
cháy quá mạnh luôn, nó kết hợp cả hóa chất nên nó cháy dữ. Nghe nó kho hàng. Kho hàng là đầy đủ tất cả các bộ. Công ty đó sản xuất cái gì? Công ty cháy đó. Cái này cái kho hàng. À, kho hàng hả? À. Nhưng mà nó sản xuất cái gì? Nó đâu sản xuất gì đâu, chỉ là cái kho thôi. À, chỉ là kho để chứa hàng thôi hả? Chứa hàng thôi mà không biết là. Chắc là nói chung chắc cũng nhiều loại hàng khác nhau. Hàng thành phẩm đó thôi. Hàng thành phẩm thì nó cháy thôi. Rồi mấy ông kia đứng sát chỗ cái góc công ty kia kìa, nó nổ một phát rồi mấy ông bay đi đâu không biết luôn á. Kia. Ham ghê ông ơi. Mình đứng ở đây là mình đã liều rồi. Hóa chất mà nó nổ một phát luôn. Ngay góc nó đang cháy kìa. Nó nổ lửa vẫn tiếp tục cháy, cháy quá dữ rồi luôn, cháy hết cả kho luôn, cả một cái công ty. Kho hàng giá hàng triệu đô bốc cháy chỉ vì bất cẩn. Bạn thấy ông hỏa rất là nguy hiểm luôn. Tôn mà nó cháy như giấy luôn nè. Cháy quá dữ dội luôn. Dân hiếu kỳ đang xem vụ cháy. Cháy này thì không cháy hết công ty luôn, không dập được các bạn. Khu công nghiệp view toàn cảnh khói mù mịt luôn, không nhìn thấy gì luôn. Nhân đang đu cây, đu dây, đu các kiểu đu luôn để xem đám cháy. Cháy còn kéo dài lâu lắm các bạn ơi, chắc bây giờ đến chiều tối mới dập xong mới đấy. Điện thoại mình không đủ dung lượng để quay nên là tôi up video ở đây thôi nha. Xin chào tất cả các bạn, nhớ subscribe kênh cho mình nhé các bạn ơi. Cảm ơn các bạn.